tôi là Kim Trần, giám đốc marketing của công ty VIOT, đơn vị vinh dự nhận được giải thưởng 45.000 đô la từ cuộc thi đổi mới sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên thủ đô năm 2020. Hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với các bạn một giải pháp công nghệ có thể giúp ích cho khoảng 2 triệu hộ dân ở khu vực vùng sâu vùng xa, nơi mà điện lưới chưa vươn tới để phục vụ được. Theo báo cáo khảo sát của tổ chức Co-Benefits, ở Việt Nam hiện nay có khoảng 2 triệu người đang sinh sống ở những khu vực mà điện lưới bởi vì những yếu tố cách trở giao thông chưa đến được, và họ đang sử dụng nhiều cách thức khác, ví dụ như là điện mặt trời, ví dụ máy phát điện tại chỗ. Một trong những sáng kiến mà VIOT đang phát triển ở Việt Nam đó chính là một cái bộ đèn thông minh như vậy. Bộ đèn thông minh như vậy có cấu tạo gồm những thành phần sau. Thứ nhất là một cái bóng đèn LED 2W. Nó có thể đủ sáng cho một căn phòng làm việc bình thường, hoặc có thể lớn hơn để dùng làm soi đường cho người dân ở khu vực nông thôn, hoặc có thể ở một cái công suất lớn hơn để làm đèn đường giao thông ở các khu vực đường liên thôn, liên xã hoặc những con đường nhỏ hơn. Bóng đèn này được bảo vệ bởi những cái vỏ chai nhựa. Chúng ta tái chế các cái chai nước ngọt, các cái chai nước suối, chúng ta tái chế. Phần vỏ ngoài cũng vậy, có thể sử dụng những cái chai nhựa đó để tái chế. Thân là ống nhựa, ống nước khoảng pin 50. Và ở trong lòng, đây là một cái cục pin lithium dùng để tích trữ năng lượng. Cái bộ pin này được truyền năng lượng thông qua một cái tấm pin năng lượng mặt trời. Một tấm pin năng lượng mặt trời cung cấp điện, tích trữ điện ở trong này, và có thể giúp cho cái bóng đèn 2W này hoạt động trong khoảng 8 tiếng liên tục vào buổi tối. Và như vậy, bản thân cái chiếc đèn thông minh này và tấm pin năng lượng mặt trời trở thành một cái giải pháp ánh sáng bền vững, không tốn thêm các chi phí khác, tận dụng được các cái vật tư, những vật liệu dễ dàng tìm kiếm tại địa phương, tái chế từ những vật liệu bỏ đi như chai nhựa, như ống nhựa và pin. Và chương trình này hiện đã được Ngân hàng An Bình Bank tài trợ. Và đó là một giải pháp tôi tin rằng có thể giúp cho nhiều hộ dân ở khu vực vùng sâu, vùng xa có được một cái giải pháp về chiếu sáng. Và chiếu sáng nó có rất nhiều ý nghĩa đối với người dân ở vùng xa. Thật ra chúng ta là những người may mắn, chúng ta ở khu vực thành thị, chúng ta ở khu vực đô thị, và chúng ta được tận hưởng điện lưới. Điện lưới ở Việt Nam giá khá rẻ so với nhiều nước trên thế giới, nên có thể chúng ta chưa cảm nhận được những cái khó khăn của bà con mình ở vùng sâu vùng xa. Thành ra đối với một gia đình có ánh sáng, họ có thể kéo dài thời gian làm việc ban đêm, họ có thể ăn tối cùng nhau, con cái có thể học tập trong nhà mà không phải đi ra những cái trụ sở, ví dụ văn hóa xã để học bài. Họ có thể làm những công việc khác vào buổi tối, và việc đi lại vào ban đêm cũng sẽ có đèn sáng thì nó sẽ an ninh hơn và đi lại thuận tiện hơn, việc kết nối của mọi người thuận tiện hơn, người ta không cần phải đi ngủ vào lúc 7 giờ tối như nhiều địa phương vùng sâu vùng xa hiện nay. Và với những cái ý nghĩa đó, VIOT hoặc là các nhà hảo tâm đồng hành mong có sự kết nối với các mạnh thường quân trên cả nước để chúng ta chung tay đem ánh sáng đến cho nhiều người dân Việt Nam ở vùng sâu xa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.